Tỉnh lộ 316H đoạn từ xã Kiệt Sơn vào xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn có chiều dài hơn 15 km, trong đó có 4 km từ xã Xuân Sơn vào xóm Lấp là đoạn đường hẹp, quanh co, khúc cua gấp, che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Gần đây nhất là vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 15 tháng 7. Xe khách 29 chỗ chở khách du lịch khởi hành từ Hà Nội lên vườn quốc gia Xuân Sơn đã mất lái và lao xuống vực, khiến 13 người thương vong. Khi lưu thông qua đây, chỉ cần lái xe không thuộc đường, không tập trung, có thể xảy ra tai nạn bất cứ khi nào. Đường là dốc, hai nữa là cua nhiều. Đối với những người mà lái xe lần đầu thì chắc chắn là nó sẽ rất là nguy hiểm. Do là núi dốc kéo dài nên là phanh nhiều mà không chú ý đến phần là hãm số về số thấp, là đi số cao mà phanh xuống dốc là dẫn đến bó phanh hoặc là mất phanh, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Trên địa bàn huyện Tân Sơn dọc tuyến quốc lộ 32 và đường tỉnh 316 có nhiều vị trí đèo cao, khúc cua nguy hiểm, mật độ phương tiện đông nhất vào thời điểm hiện nay khi khách du lịch về tham quan nghỉ dưỡng. Thời gian qua, cùng với việc xử lý các điểm đen che khuất tầm nhìn, lực lượng chức năng đã tăng cường khảo sát, đề xuất Ban An toàn Giao thông tỉnh bổ sung thêm các biển báo, hộ lan tại những khu vực đèo cao, tăng cường tuyên truyền các lái xe khi lên xuống dốc kiểm tra hệ thống an toàn như phanh, lốp. Đề xuất kiến nghị Ban An toàn Giao thông là rà soát, thứ hai nữa là lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm, hai nữa là gờ giảm tốc, ba là tường hộ lan để cho các lái xe ở các tỉnh ngoài chú ý hơn về cái tốc độ và đảm bảo khi xuống đường đèo dốc ở trên địa bàn huyện. Việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho du khách, phương tiện giao thông tại các huyện vùng cao sẽ góp phần lớn trong việc khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tại địa phương.